Juno you know Big Boy, từ giao hàng trở thành rapper, vợ là huấn luyện viên thể hình. Trước khi trở thành rapper, Juno you know Big Boy từng có khoảng thời gian mưu sinh bằng việc giao hàng. Thu nhập từ công việc này giúp anh có cơ hội để theo đuổi đam mê nhạc rap. Juno you know Big Boy thừa nhận rap việc đã tạo ra cơ hội lớn cho anh trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Sau chương trình, cuộc sống của anh gần như thay đổi. Ngoài tên tuổi được nhiều khán giả biết đến, anh còn cải thiện nguồn thu nhập một cách đáng kể, phản hồi về thông tin được cho là có các xe khủng sau rap việc. Juno you know Big Boy cho biết, mọi người cứ đồng tôi trở thành đại gia, cười thật sự không phải vậy đâu. Tất nhiên, tôi có thu nhập tốt hơn nhờ vào việc chạy sâu, đóng quảng cáo nhưng chỉ dừng ở mức đủ sống thôi. Cuộc hôn nhân với bà xã là huấn luyện viên thể hình, không chỉ gây chú ý bởi các hoạt động âm nhạc, Juno you know Big Boy còn được nhiều người quan tâm bởi chuyện tình với người đẹp Yến Nhi. Nữ kia của Juno you know Big Boy hiện là huấn luyện viên thể hình, chia sẻ với phóng viên dân trí, rapper sinh năm 1996 cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới nhỏ gọn. Khi chúng tôi dự định làm đám cưới thì lại rơi vào đại dịch nên tôi đưa vợ đi đăng ký kết hôn trước. Sau khi hết dịch, Tôi sắp xếp làm một buổi tiệc gia đình để chính thức thông báo rước nàng về dinh, tuy nhiên, tôi đang đợi một lễ kỷ niệm nào đó hoặc khi có tiền, tôi sẽ làm buổi tiệc hoành tráng để mời đồng nghiệp, bạn bè tham dự, anh nói. Juno Big Boy tiết lộ anh và bà xã cũng đã lên kế hoạch có em bé nhưng cũng không quá áp lực. Theo rapper 9X, bà xã hỗ trợ anh rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất. Có những lúc anh bị mất phương hướng, chính vợ là người đã động viên, khích lệ anh